chào các bạn BTV. Hôm nay mình rất là vui giới thiệu cho bạn một cái cô gái rất là xinh đúng không? Và cũng có một cái thương hiệu nó cũng rất là hay, nó rất là thú vị mà bây giờ các bạn cần phải được trải nghiệm chính cô ấy để nói ra ha. Thì cho hỏi là bạn tên gì? Dạ, chào thầy, chào các bạn. Mình tên là Hà Mai Quỳnh Anh. Hà Mai Quỳnh Anh, dạ. con gái một cái tên rất là nữ tính đúng không? Bạn có một cái doanh nghiệp bạn nó tên gì nhỉ? Dạ, hiện em đang là chủ sáng lập của studio áo cưới Tròn. Tròn. Dạ. Tròn là nói sao tròn? Dạ, tròn là hình tròn. Hình tròn. Dạ, cái slogan của studio của mình là hạnh phúc vẹn tròn. Hạnh phúc vẹn tròn, đúng không? Cái ý tưởng, cái idea gì mà bạn lại đi chọn kinh doanh lĩnh vực về áo cưới, chụp hình cưới cho khách? Dạ, thì là do cái đầu tiên là em thích trang điểm. Em thích về cái ngành trang điểm. Thì em tham gia một khóa học trang điểm. Rồi từ từ đó rồi em tìm hiểu về cô dâu, trang điểm cô dâu, về váy cưới, về chụp hình cưới. Thì càng tìm hiểu thì em bắt đầu em thích thích cái ngành nghề này nhiều hơn và em tìm hiểu nó nhiều hơn. Và mình đam mê cái mình đi kinh doanh. Dạ, đó. Vậy thì cái ý tưởng mà ra kinh doanh nó xuất phát từ đâu? Lâu chưa? Dạ, theo làm chủ riêng. Dạ, thì cái ý tưởng mà ra kinh doanh là em đã có từ cách đây 4 năm về trước rồi. Sau cái khoảng thời gian mà em đi làm ở công ty, thì đi làm ở công ty em nhận ra được nhiều những cái vấn đề, có nghĩa là nó không có thỏa được cái những cái mình muốn bứt phá. Cho nên là nếu mà khi mà ra kinh doanh thì em được thực hiện những cái hòa đạo của mình. Dạ, được đương đầu với những cái thử thách. Như vậy mình thách thức bản thân mình. Và cái cảm giác khi mình vượt qua được bản thân nó rất là tuyệt vời. Các bạn thấy những bạn nào mà chắc đang làm văn phòng, đặc biệt là những cái bạn mà nam thanh niên mà chưa dám bứt phá mà nghe bạn Quỳnh Anh nói câu này thì chắc là nhột lắm ha. Nhưng mà nhột thì cũng phải nghe tiếp bạn ha. Dạ. Vậy thì Quỳnh Anh có thể chia sẻ là cái việc kinh doanh của mình là nó đã diễn ra bao lâu rồi? Dạ, em kinh doanh được 2 năm rồi thầy. Được 2 năm rồi. Dạ, hơn 2 năm rồi. Dạ. Nó cứ những cái đầu ra nó khó khăn. Dạ, chắc chắn là cái thời gian đầu khi em đã kinh doanh nó gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều vấn đề luôn. Bạn kể những cái khó khăn đó cho mọi người cùng biết. Dạ, thì cái thời gian đầu tiên khi em ra kinh doanh á, em bị vướng phải một chỗ là đây cũng là bài học mà thầy chia sẻ trong lớp, đó là kinh doanh theo cảm tính. Mình ra kinh doanh mà không có một cái hướng đi cụ thể và cái mục tiêu chính xác của mình không xác định được. Cho nên là khi kinh doanh gặp khó khăn, mình không biết phải giải quyết như thế nào. Doanh thu mỗi tháng nó không đều, thì những cái tháng mà mình gặp khó khăn về doanh thu mình cũng không biết xử lý làm sao hết. Thì qua những cái khóa học của thầy Nguyễn Thế Duy chia sẻ thì mình nhận ra được là mình làm việc gì mình cũng phải có một cái quy trình, mình phải xây dựng một cái quy trình bài bản và cụ thể. Như vậy á, thì khi gặp khó khăn mình sẽ có cách để mình vượt qua được những cái vấn đề của mình trong công việc. Chỉ một cái mà đau nhất trong kinh doanh mà cho tới hiện tại nó em thấm nhất đó là cái gì, em có thể kể ra cái đau? Dạ, cái đau nhất ở đây là khi thời gian đầu em có thuê một căn nhà. Và cái số tiền bự hả? Dạ, 2 lầu. Hành tráng lắm. Dạ, mấy người mới ra khởi nghiệp rất là hành tráng. Dạ đúng rồi thầy. Chính xác luôn, là khi ra khởi nghiệp là thích làm một cái gì đó, dồn hết bao nhiêu tiền vô là để xây một cái tiệm thật là đẹp. Và cái vấn đề là cái số tiền để mà chi trả cho mỗi tháng nó quá nhiều. Tháng nào em làm được thì không sao, nhưng tháng nào mà doanh thu giảm là bắt đầu mình dồn tiền, lấy tiền mình đắp vô cho chi phí. Thì cái vị trí nhà đó ngốn hết của em một số tiền rất là lớn. Là hoài mà không có tiền đúng không? Dạ. Gọi là hoài không có tiền. Dạ. Những cái lúc khó khăn nó có muốn bỏ cuộc không? Dạ không. Có bao giờ trong suy nghĩ là muốn bỏ cuộc chưa? Dạ chưa. Thực sự là chưa, bởi vì khi em gặp khó khăn á, em luôn suy nghĩ lạc quan và em luôn tìm cách. Luôn tìm cách để làm sao mình thoát ra được khỏi những khó khăn đó. Thì cũng may mắn là gặp thầy Duy, gặp thầy Nguyễn Thế Duy. Cái cơ hội nào, cái cơ duyên nào mà tự nhiên bạn lại đi tìm đến cái lớp học? Mình thấy rất là nhiều bạn khi ra khởi nghiệp thất bại là chấp nhận thất bại luôn, không có đi tìm khóa học. Còn bạn thì bạn lại có một cái cách xử lý hoàn toàn khác. Dạ. Là bạn đi tìm lớp học kinh doanh để đi giải quyết cái vấn đề đó. Dạ.
Chính xác là từ trước đến giờ em không có, em chưa từng tham gia một khóa học kinh doanh nào hết. Thì bởi vì bây giờ người ta đang kinh doanh trên online rất là nhiều, cho nên là em đã tham gia vô một lớp học khác, nhưng mà chỉ là về quảng cáo Facebook, quảng cáo Google thôi. Thì em có cơ duyên gặp anh Kim, anh Kim mới giới thiệu em đến học tại B-Training. Thì ngay từ hai lớp làm chủ doanh nghiệp, có nghĩa là những tư duy thầy đưa ra thay đổi em rất là nhiều. Và em quyết định là em sẽ tham gia nhiều khóa học hơn tại B-Training. Tốt, cái đó là tốt. Giả là em là cũng một trong những cái người mà có cái khả năng kinh doanh và cảm nhận được là kinh doanh là cần phải đi học đó. Gặp nhiều người nhất quyết thất bại chứ không phải không chịu đi học. Đúng rồi, là như hồi đầu là em không biết phải xây dựng thương hiệu của mình như thế nào để nhiều người biết tới, không biết cách. Còn bây giờ sau những khóa học của thầy thì em đã biết cách. Thì sau hơn 2 năm đi ra kinh doanh rồi thì một cái kỷ niệm vui đối với khách hàng kinh doanh, mình cũng vậy, mình ra kinh doanh cũng vậy, em ra kinh doanh cũng vậy, cái niềm vui nhất của người kinh doanh là khách hàng được phát triển, khách hàng được nhận cái giá trị gì đó của mình. Em có thể kể một cái câu chuyện mà cái niềm vui mà em cảm giác mà có thể là em mất ăn mất ngủ luôn vì cái khách hàng nào đó, cái công việc gì đó. Dạ thì có một vài khách hàng sau khi làm dịch vụ cưới của bên em, họ rất là hài lòng. Và có một cặp đôi nói với em là chị phải đẩy mạnh marketing nữa, bởi vì những dịch vụ của bên chị rất là tốt, giá cả rất là ok, cho nên chị phải đẩy mạnh marketing để nhiều người biết tới. Dạ. Mình làm tốt quá mà mình không chịu ba tên khách hàng phải khuyên mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, vậy thì bây giờ mà mọi người họ xem cái này về cưới, nhưng mà cụ thể là em làm cái gì? Hồi nãy giờ mọi người chưa hiểu cụ thể là em làm những cái gì. Dạ thì cái năng lực chính của em là về trang điểm, và cái studio của em thì là làm về các dịch vụ trọn gói như chụp hình cưới, cho thuê váy cưới và trang điểm, các dịch vụ trọn gói ngày cưới. Em có thể cho mọi người biết là một cái gì bên em nó ấn tượng mà mọi người phải chọn bên em chứ mọi người không chọn chỗ khác? Dạ đó là sự nhiệt tình. Cái sự nhiệt tình. Dạ đúng rồi. Bởi vì ví dụ như khách hàng, có rất nhiều khách hàng đến em chỉ để tham khảo thôi. Họ chưa có chốt hợp đồng liền, họ chưa thuê liền. Em biết như vậy, nhưng em luôn luôn vui vẻ. Dạ, em luôn vui vẻ phục vụ khách hàng. Và là mình mang đến cho khách hàng một cái sự thoải mái. Họ không có ngại ngùng khi mà họ thử đồ quá nhiều. Thì chính cái sự nhiệt tình của em có những lúc làm khách hàng họ suy nghĩ lại. Họ quay lại. Ok, tuyệt vời. Vậy thì mọi người mà muốn liên hệ em thì họ liên hệ sao? Các bạn mà có muốn tìm hiểu về những dịch vụ cưới của Áo Cưới Tròn thì có thể tìm hiểu qua website aocuoitron.com hoặc là vô Facebook Hà Mai Quỳnh Anh để tìm hiểu chi tiết hơn về mình cũng như là về studio Áo Cưới Tròn. Vậy thì bạn có một cái câu chuyện hoặc một cái lời gửi hoặc một cái chia sẻ về dành cho những cái bạn mà chưa dám ra kinh doanh như em á, trong độ tuổi như em á, chưa dám ra kinh doanh, thì bạn có cái chia sẻ gì không cho những cái bạn đó? Dạ, cái lời chia sẻ của em ở đây đó là cuộc sống chỉ có một lần thôi, cho nên là mình muốn làm cái gì thì mình phải làm, bởi vì mình phải thực hiện nó để sau này mình không phải hối tiếc bởi quá khứ đã qua đi mà mình không làm được gì cả. Và nếu mình yêu thích kinh doanh thì mình phải thực hiện nó, mình phải làm nó để biết được cái khả năng của mình làm được tới đâu. Rất là tuyệt vời. Vậy là chúng ta có thông tin về bạn Quỳnh Anh rồi. Và các bạn nào muốn kết nối với bạn Quỳnh Anh, muốn thử áo cưới của bạn Quỳnh Anh, hoặc là muốn bạn tư vấn hơn, rõ hơn về cái dịch vụ cưới của bạn, thì bạn liên hệ với bạn Quỳnh Anh ngay qua cái trang web bạn vừa giới thiệu và qua cái Facebook. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem chương trình này. Cảm ơn các bạn.